Chào mọi người, qua cái mảng khoan cũ của mình. Hôm nay thì mình có khá nhiều thứ hàng mới hay ho về giới thiệu tới mọi người nhé. Và có một cái để mình giới thiệu nhé. Có mấy cái tai nghe Bluetooth đó bị hư kìa, hết pin. 5 cái đó 40 ngàn. Hư hết pin nhé, 5 cái 40 ngàn. Có một cái đài radio này, đài radio của Nhật đây, thì cái này á có sạc năng lượng mặt trời này, sạc dynamo là quay này, rồi sạc được pin này, nhưng mà cái này hư rồi. Không phải là hư, nói thẳng là không phải là hư, nhưng mà hình như là nó hư pin hay sao á, bây giờ không nghe được. Thì về mọi người mở ra sửa, em cũng bán rẻ thôi, 80. Còn một cái mạch nô cầm điện này 50, về mọi người nghiên cứu. Rồi còn cái này, à mấy cái nô cầm điện nữa nhá mọi người. Rồi là con cái này thì đợt trước mình bán rồi mọi người nhá, bán rồi 50 ngàn. 50 ngàn là bốn cái cánh quạt tốt, và có hai cái cánh quạt này là tặng theo một cái gãy một cái bị nở ở đây. Thì mình bán rồi 50 ngàn, xong rồi là anh khách đó dành mua cho bằng được. Sau đó thì là tới nơi thì kêu tôi không thích, xong rồi hoàn lại cuối cùng mất 20 ngàn tiền ship. Trong khi thì rất là nhiều anh khách kia là chia cho anh một cái cũng được, anh có cái máy Nhật mà nó bị gãy cái quạt này kia. Dạ không, uy tín của em khách đã đặt rồi, em đâu có thể là lấy của người ta chia cho anh được. Anh cuối cùng tới thì người ta kêu là không thích, hoàn 50 ngàn, mà cuối cùng mất thêm 20 ngàn tiền ship bị hoàn nữa, rồi là thành 20 ngàn tiền gửi đi, 20 ngàn tiền gửi về, 40 ngàn rồi, coi như là chịu. Đây cái đầu khóa đầu bơm nước dùng dùng máy quẹt bàn vít nha mọi người. Máy khoan, à con cái này cũng khá hay mọi người này. Cái này cái chốt cửa. Chốt cửa thì cái này có thể làm chốt cửa cổng hoặc chốt cửa tủ đều được. Đây, để như thế này, mọi người đóng vào như thế này thì là nó đi vào, hoặc là đây có cái chốt mở ra, cái này bằng nhôm nha mọi người, nhôm cứng nha. Đó, cái này thì khá rẻ. Hồi trước em có dùng mấy cái chốt mà tự động đóng vào rồi nó đóng á, thì em thấy cái sai lệch của nó khá là cao, mà bán tới là đợt em mua tới là 60 ngàn một cái. Sau này em mua cái này về dùng thì thấy khá là ổn, nên em mua về bán này có 25 ngàn một cái thôi, rồi số rất là mạnh nha mọi người. Đó, tủ cũng được, tủ để mọi người làm nội thất cũng được, rồi là cửa cổng cũng được. Đó, đóng vào như thế này thôi, 25 ngàn một cái thôi. Rồi là công tắc đơn, công tắc đôi, với lại mọi người này công tắc 6 chân, mọi người làm mà đóng mở điện cũng được, làm thành đảo chiều và motor cũng được, khá là hay. Công tắc này, công tắc đơn này, công tắc đơn thì 10 ngàn, công tắc đôi thì 12 ngàn. Đó, à kính lúp cũng về lại đây mọi người này, 40 ngàn một cái nhé. Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết rồi em báo giá luôn cho mọi người nhé, giới thiệu quá vậy thôi. Đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người này. Đây, số 1 là đây, bốn cái cánh quạt này, bốn cái cánh quạt của máy bơm hơi Nhật đó, có cái con cột sắt, có cái không nhá, bốn cái đó. Bốn cái này thì giá của nó 50 ngàn, tăng thêm hai cái bị một cái bị gãy, một cái bị ướp tháo ra nó bị cống chỗ này, giờ thành 6 cái nhá, bốn cái tăng hai cái, số 1 50 ngàn. Em bị bỏ một lần rồi đây. Mất 40 ngàn tiền ship ở đấy rồi đây. Số 1 40. À số 1 50. Chán thật chứ. 50. Số 1 này 50 nha mọi người. Rồi, từ từ em bỏ ra hết ngoài cho nó gọn nhé. Số 2. Số 2 là em có 5 cặp tai nghe Bluetooth, nhưng mà nó bị hư pin rồi. Hư pin rồi, giờ không sử dụng được nữa. Về mọi người có thể thay pin hoặc kích lại pin gì đó tùy mọi người. Đây. Số 2. 5 cặp này là giá của nó 4, 80 ngàn mọi người nhé. 80 ngàn. Về mọi người nghiên cứu chế trao gì đó tùy mọi người. 5 cặp 80 ngàn. Số 2. Số 2 là cả 5 cặp như thế này chứ không phải một cặp đâu mọi người nhé. 5 cặp nhé. Số 2 80.
qua đây nữa. Số 3. Số 3 đây là cái đài radio hàng bài, nhưng mà cái này thì chắc chắn là hư pin rồi này. Về mọi người phải thay pin rồi kiểm tra lại giấy giờ đồ này kia nha. Có cổng sạc vào này. Đó, à đây sạc ra này, đây ra này. À đây vào này, đây ra này, ra 5V rồi này. Mọi người có thể chế thành sạc điện thoại này. Ôi rồi, cái này cũng gãy luôn rồi. Thôi em sẽ để vào đây để về mọi người nữa nhé. Để kem vào đấy nhé. Đó. Về mọi người nghiên cứu nhé. Radio FM đồ này kia này. Cái này còn có đèn ở đây mọi người này. Đèn này, đèn ở đây này. Đây có hai cái bóng đèn này. Đây có hai cái tấm sạc pin năng lượng mặt trời này. Rồi đây là cái đài mini để mình quay nạp pin này. Đó. Rồi kia loa là nằm ở đấy này. Được chưa? Cái này thì em bán sạc như thế này thôi nha mọi người, sạc nhá. Về mọi người từ nghiên cứu chế độ nhá. Cái này là số 3 nha mọi người, số 3 80. 3 80. Đấy. Rồi, số 4, cái này là cái mạch nuôi cầm điện này. Cái này thì hết pin rồi. Đó. Được chưa? Hồi trước em cũng có bán một mớ. Cái này thì hư hay sống gì em không biết, về mọi người tự nghiên cứu nhé. Cầu chi chưa chạy này. Về mọi người tự nghiên cứu cái đó nhé. Em không về cho mọi người vọc chơi thôi. Dạ thì chỉ có 50 ngàn thôi. Về mọi người lấy vụ kiện hay gì đó cũng được. Số 4. 50. Được chưa? Rồi. Cho em giới thiệu về cái phụ kiện này xong rồi em sẽ qua giới thiệu cái nồi cơm điện đó nhé. Tiếp theo là cái chốt cửa mọi người này. Cái chốt cửa thì cái này là bằng nhôm. Nhôm nhưng mà là nhôm cứng. Nhôm hợp kim chứ không phải là nhôm bình thường đâu nhá. Đây. Nó sẽ là như thế này mọi người này. Đó. Đây. Mình có thể làm khóa cửa. Khóa cửa cổng á. Hoặc khóa tủ. Khóa tủ cũng được vì nó... Nói chung là em nhìn thấy nó rất là đẹp. Đó. Gọn. Đây. Như thế này, rồi kéo nó ra, thả ra nó đóng lại, rồi xó rất là mạnh nhá, đó, thấy không, khóa cửa cổng, khóa nở đó gì cũng được hết, hoặc là có thể là, ủa, nó không tự, à, đẩy nó vẫn vô mọi người này, tự đẩy nó vẫn vô này, của nó là có vạt như thế này để đẩy mạnh cái nó sẽ vào như thế này nhá, đó, này. Em thấy cái này trên Shopee người ta cũng bán 29, 30 mấy ngàn gì đấy rồi. Đợt em mua là 35 ngàn. Về em lắp thử thì để xài rất là tốt. Đây em bán 25 ngàn một cặp cho mọi người. Hai một cái như thế này nhé. Đây, 25 ngàn. Làm chốt tủ thì thôi. Hoặc là chốt cửa cổng. Rất là đẹp. 25 ngàn một cái chốt cửa nha mọi người. À, tiếp theo là cái này. Cái này là cái cạo. Cạo vòng bi bạc đàn thôi. Cạo này là 70 nha mọi người, 70. Đây. Còn ra tối đa thì như chỗ này là 65 này. Đây ra tối đa 65 này. Cạo này thì giá của nó là 65.000 mọi người nhé, 65.000. 65.000 một cái cạo này. Tiếp theo là cái này. Cái này là hộp rón su để mọi người sửa chữa đường nước, đường hơi rồi đâu này kia rất là tiền này. Đó. Rất là nhiều kích cỡ nhá. Một hộp như thế này thì xài không biết bao giờ mà hết. Nhiều kích cỡ này. À, ở đây. 3 x 1.5, 4.2, 5, 10. Đủ kích cỡ à. Đây. Được chưa? Một hộp này có 279 chi tiết, giá của nó 90 ngàn, hộp rong su 90 ngàn. Chưa? Tiếp theo đây, đây là cái hộp nổi dây điện. Nổi dây điện thì là nó có 480 chi tiết, có nghĩa nó bao gồm luôn cả những cái bọc su này là 480 nha mọi người, chứ không phải 480 cặp đâu. Nó như thế này đây. 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 Mọi người bỏ vào
sợi dây điện, không cần phải là có kim bấm cốt, mình lấy kia kim bấm của mình bấm cũng được. Bấm vào đây, sau đó dắt vào, rồi nối lại, được chưa? Và lấy thêm cái rong su bọc vào, đầu kia bọc lại là xong. Đó, an toàn, đỡ sợ bị chập cháy hay mô ve đồ này kia nhá. Một hộp nối dây điện này thì giá của nó cũng là 90 ngàn nha mọi người, 90 ngàn. Đây, 90. Tiếp theo là hộp này là một hộp có nhiệt. Có nhiệt này thì để mọi người nối dây điện cho nó an toàn, đừng có nối bằng cái dây đừng có nối bằng cái bằng keo thì lâu ngày nó sẽ bị chảy nước nha mọi người, chảy nước chảy nhựa khó chịu lắm. Chảy keo đây. Đây. Rất là nhiều chi tiết, hộp này 530 chi tiết nha mọi người. Từ lớn tới bé đủ màu sắc. Đây lớn này, lớn nhất là lớn như thế này này. Đó thấy không? Nhỏ này. Nhỏ này. Đó. Một hộp này 530 chi tiết, giá của nó cũng là 90 ngàn luôn nha mọi người. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái đầu bơm gắn vào máy bắn vít hoặc máy khoan để sử dụng bơm nước nhé. Em có video tải gửi vào đây cho mọi người xem. 65 ngàn một cái đầu bơm. Đây em tải thử cho mọi người xem cái này nhé. Nếu như mà kiểu ống đầu vào á mà nó dài quá thì mọi người phải mua cho nó như máy bơm của mình như vậy đó. Còn ống đầu ra thì hiện tại đây em đang để cái ống đầu ra dài khoảng 6 mét. Đó tại đâu kia. Ống ống này hình như ống 16 20 gì đấy. 20 thì phải. Đây, rồi bấm thử xem. Đó, nước chảy đó liền thấy không? Ở đâu kia? Đây. Đó. 6 mét nha mọi người. Đó, rồi. Đó, mới một xíu mà nó giật xuống nửa tháo đây này. Thế rất là nhanh nha mọi người. Đó, đang ngoài kia. Xịt được con này. Đó, thấy không? Xịt được con thấy không? Đó, xịt được xịt mày nữa. Rồi, ok. Dừng đây nha mọi người. Này. Hết tháo đây này, thấy chưa? Khoảng 1 phút, chưa tới 1 phút mà hết tháo đây nhá. Tiếp theo cái này. Cái này là cái công tắc đơn 6 chân. 6 chân á, 6 chân thì mọi người có thể làm đảo chiêu cho motor hoặc là làm công tắc bật mở điện đèn đâu này kia đều được nhá. Đây. Công tắc đơn. Hai bên đấy có hai cái ngang để mọi người quẹt rổ rồi mọi người nhét vào nó giữ lại thế này. Đó, thấy không? Công tắc đơn này thì giá của nó 10 ngàn. Còn cái này là công tắc đôi. Đó, nó cũng y như cái kia nhưng mà nó phân biệt ra để đóng mở hai 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 chiều. Đó, hai hai pair luôn. Công tắc đôi này thì 12 ngàn một cái nha mọi người. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái nối nhánh ống nước. À, nối nhánh ống nước đúng rồi, nối nhánh ống nước vòi nước thôi ấy. Cái này này, cái đuôi chuột này này, hoàn toàn là bằng đồng nhá. Không phải bằng nhựa đâu nhé, đông hoàn toàn nha mọi người. Đây, răng su này, răng su này. Còn cái này bằng nhựa này. Đó, cái này mình bắt vào ống, mình bắt ống vào đây này. Bắt cái ống vòi xịt của mình vào đây, được chưa? Và lại, là nó giữ chắc. Nó kẹp mấy cái này ra, nó giữ chắc. Sau đó là cái ống nước, cái đầu nguồn nước của mình nhá, bắt cái này vào. Mỗi lần mà tưới cây đó, mình chỉ cần dắt vào thế này thôi, rồi xong. Một cái nồi ống nước nhánh này thì giá của nó 35 ngàn mọi người nhé, 35 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này cái kính lúp. Giá của nó 40 ngàn. 40 ngàn một cái. Đây. Mọi người xem này. Cái này thì là kích thước của nó là phi 21. Được chưa? Phi 21. Là đồ tròn đây này. Còn dùng là dùng 30X. Đấy. Cái này có cái móc ở đây. Mọi người có thể móc vào ổ chìa khóa đồ này kia đều được nha. Em thử ví dụ một cái cho mọi người xem này. Ví dụ cái này đi. Ở ngoài thì thấy rất là rõ nhưng ở trong đây nó bị chọi cái ánh đèn đèn quay video này mọi người đấy nên là thấy được rõ nhá. Đó thấy không, nó zoom to lên rất là nhiều nhá. Đó, để mình coi chân linh kiện thiết bị đâu này kia, ví dụ như trên cái mạch module này đi, để một chút
có chữ gì để mình xem không nhỉ? Đây, ví dụ đây này, mọi người thấy chưa? SK400 UAX 2. Có nghĩa ở ngoài nhìn rất là rõ, nhưng vô camera thì do là cái đèn rồi kia nên nó hơi nở thế nhá. Ở ngoài thì nhìn rất là rõ. Đó, 40.000 một cái kính ướp này mọi người nhá. Kính ướp 40.000. Đã rồi, hết hàng. Cái này. Cái này là cái dao đọc giấy. Đó. Đâu chỉ cái này thì mọi người có thể thay rửa được mọi người nhá. Tháo con này ra. Đó, bỏ rửa vào đây, rửa thông dụng nhá. Rửa thông dụng. Với lại con dao này á là nó, em phải nói sao ta? Cầm á thì nó rất là chắc tay, nặng bằng nặng hơn cái bộ vịt 24 mỏ này luôn này. Rất là nặng. Hai bên này á cái chất liệu của nó này là thép tấm ép lại với nhau. Đây, thép tấm ép lại với nhau này. Đó, thấy không? Rất là cứng, chắc tay đã lắm. Mọi người cứ nghĩ đi, một con dao Makita để là 50-70 ngàn gì đấy á. Nhưng mà nó còn không có thể là bền bằng cái này được. Và cái này giá chỉ có 35 ngàn thôi. Dao đọc giấy 35 ngàn mọi người nhé. Qua đây. Qua đây em có bộ này mọi người này. Bộ này khá là hay này. Cái này á là một cái tay vặn vít. Tay vặn vít nhưng mà mọi người vặn thẳng như thế này, vặn như thế này dùng sức cũng được, hoặc như thế này mọi người vặn ở trong góc cũng được. Đó, thấy không? Và nó đi kèm theo cho mọi người 10 đầu vít. 10 đầu vít như thế này. 10 đầu vít ngắn nha mọi người, để mọi người dùng góc. 3 cái dẹp này, 4 cái 4 chấu này và 3 cái sao này. Đó, 10 bộ này, 10 đầu này á, giá của nó đã là trên 30 ngàn rồi, thêm một cái tay vặn nữa. Nhưng mà bộ này thì em đang bán với giá 30 ngàn nha mọi người. Mọi người mua cái này thì nói cho em là bộ vịt góc đi, bộ vịt góc 30 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái tay vặn khoan. Tại vì sao? Nó là như thế này. Nó cái đầu vặn, một tay vặn như thế này, ở đây có cái khớp này. Đó, có khớp để mọi người nhấn xuống và vặn như thế này. Nhấn xuống giữ vặn như thế này, vẫn được chưa? Ở đây là cái đầu kẹp thì nó kẹp tối đa là mũi 4 lý nha mọi người. Tối đa mũi 4 lý á. Đây, được chưa? Kẹp này. Mọi người có thể dùng khoan, dùng chim khoan mạch hoặc khoan những thứ mà nó mỏng á, nó yếu, cần phải là khoan tay nhẹ nhàng không, chứ không khoan mạch là nó bị hư bị rách á. Thì là mọi người dùng cái này. Được chưa? Rất là hay nha. Một cái tay vặn khoan này thì giá của nó 35 ngàn. Hoàn toàn bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa đâu nha. Tiếp theo là cái này. Cái này một bộ 50 mũi khoan. 50 mũi khoan. 3 ly này. 10 mũi 3 này. 10 mũi 2 này. Được chưa? À, mũi này 2.5. Mũi này 10 mũi 2 này. 10 mũi 1 này. 10 mũi 0.5 này. Được chưa? Đó. Một bộ 50 mũi khóa này giá của nó là 45 ngàn. 45 ngàn nha mọi người. 45 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái chuyển từ khoan bê tông. Đây, đầu dắt khoan bê tông mọi người này. Đó, thấy không? Qua, đầu bằng vít. Đầu bằng vít ở đầu 6.35 như mấy cái này. Đó. Có bí dự đó đàng hoàng nha. Đó, có chục bí dự đó hoàng. Được chưa? Một cái này đầu chuyển từ bê tông qua vít này giá của nó 25 ngàn. Tiếp theo ở đây. Cái này á, là cái đầu rất léo. Để mọi người bắn bô lông ở bắn ốc, bắn bô lông ở góc á mọi người. Ví dụ như ở nơi cổ bố xe máy á, là thường thường mọi người để cái bô lông để con máy bắn ốc vào nó không có thẳng được. Mọi người phải nghiêng như thế này. Đó, thì nó sẽ bắn như thế này này. Đó. Đó. Nó chuyển như thế này, chuyển góc như thế này để mọi người bắn không bắn được nha mọi người. Bắn bô lông góc đều được nha, bắn ốc. Đây. Một cái đầu chuyển bô lông góc này thì giá của nó 35 ngàn. Tiếp theo là cái bộ này. Bộ này bộ giáo cài linh kiện.
gồm có 2, 4, 6, 8, 8 món như thế này đây. 8 món như thế này. Đó. 8 món thì có 16 đầu như thế này. Đó, để mọi người cày chân linh kiện, cào mạch hoặc là rọc rọc này màn hình điện thoại hay đồ này kia rất là tiện nhá. Đây. Một bộ dao cày linh kiện 8 chi tiết này á thì giá của nó là 35.000. Đây, 35.000 nha mọi người, dao cày linh kiện. Tiếp theo là cái này. Cái này là kim cắt chân linh kiện. Kim cắt chân linh kiện. Cái này thì thương hiệu của Mỹ, nhưng mà ở đấy nó không đóng logo của Mỹ đấy nha mọi người. Nên nó mới rẻ thôi, chứ còn nếu như đóng logo của Mỹ đấy thì nó đắt lắm. Hàng thay nữ mà. Đây, kim chất cắt chân linh kiện nhé. Mọi người lưu ý giùm em, cắt chân linh kiện có nghĩa là cắt chi với là chân linh kiện đó thôi. Mọi người đem vào cắt thép đồ này kia nó mẻ thì em chịu trách nhiệm nhé. 30.000 một cái kim cắt chân linh kiện như thế này. Ok, 30. Tiếp theo là cái này. Cái này cái thước kẹp đồng. Thước kẹp đồng này thì là nó là dài, tổng chiều dài của nó là 10 phân. Nhưng mà nó đo ở đây là 8 phân này. Tại vì còn 2 đầu dư nữa mọi người nhé. Đây, 8 phân ở dưới hệ mét, ở trên hệ y. Kẹp hoàn toàn bằng đồng. 60.000 nhé. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái domino để nối dây điện. Domino để nối dây điện này. Nó có 6 cặp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cặp và 12 cọc. Đó. Nối dây điện rất là tiện nhé. 220V. Đây. Một cái domino này thì giá của nó 10.000 nha mọi người. 10.000. Và ổ cắm 3 chân. Ổ cắm 3 chân này thì để mọi người thay nồi cầm điện, thay ấm nước đôi này kia. Tất cả những cái gì mà dùng ổ cắm 3 chân mọi người đều thay được. Người ta làm cái vòm hơi cong cong ở đây này, để cho những thiết bị tròn như nồi cầm điện hoặc ấm nước này. Hai cái tai chớ sẵn này. Cái chân này chân đặc chứ không phải chân bọc đâu nha mọi người. Đó. Tiếp điện ok. Một cái ổ cắm 3 chân này thì giá của nó 5.000 mọi người nhé. 5.000. Rồi em qua giới thiệu mấy cái nồi cầm điện này. Giới thiệu giống mấy cái nồi cầm điện thì em sẽ đi tới tiếp tới những cái phụ kiện đâu kia nhá. Ra đây một chút cho dễ có khoảng cách rộng nhá. Đầu tiên là cái này đi. Cái nồi cơm điện của Mitsubishi nó như thế này đây. Này, nồi cao tần này. Đó, con khá là đẹp nhá mọi người. Nút mở nồi của nó ở đây. Đây. Cái này thì hình như nước nó đi về chỗ này này và chảy xuống đấy thì phải này. Đó. Cái này mở ra như thế nào nhỉ? Đây. Chứa nước ở đây mọi người này. Được chưa? Đây chỗ chứa nước này. Này. Cái nút ở đây mở ra này. Đó, được chưa? Rồi. Lòng nồi. Nồi này là nồi 1 lít nha mọi người. Tất cả những nồi em bán đều là nồi 1 lít hết nhá. Đây thấy dày nhá. Nồi này thì không tróc. Phải trống nồi này. Ok. Rồi. Xem cái nắp nồi xem này. Đây. Đó, được chưa? Rồi, thêm xem thông số của nó rồi xem nhé. 1 nồi em xem này. Nồi 1 lít này, 100V, 1270W. Đây. Ok.
Cái này thì hồi nãy em đánh số thêm mấy cái kia nhá. Mấy cái kia số thêm số mấy đây nhỉ? 1, 2, 3, 4. 4 rồi. Đây là số 5 đi. Số 5. Số 5 này. Được chưa? Giá của nó 1 triệu nha mọi người. 1 triệu. Cái nồi này là nồi đắt nhất rồi đây. Rồi, để ra. Ôi, hai cái nồi này nặng. Vật vả luôn. Hai cái nồi của Nati. Được chưa? Tương đối giống nhau. Con này là có 4 chế độ gì đây em không hiểu nữa này. Con này thì không, nhưng mà đều có là ý hạ thôi, nồi cao tân hết này. Đó. Nước. Nước. Hai cái nồi rất là giống nhau nhá, nhưng mà hình như là nó có chức năng khác nhau thôi vậy. Dài, rất là dài nha. Không vậy. Ok. Rồi, xem nào. Ok. Hai cái nồi này thì đều bị hết pin mọi người này. Có cái này có bị nứt nhẹ một xíu ở đấy này. Thật ra không ảnh hưởng gì hết nhá. Nhìn kỹ thì không thấy đâu. Đó, cái này thì không. Rồi được chưa? Cái nồi mà hơi nứt nhẹ này thì giá nó sẽ giảm hơn nha mọi người. Đây. Cái này là SRK10A 15A mọi người này. 100V 1200W. Ok. Cái này. Cái này là 100V 1200W luôn. Được chưa? Cũng 15A. Rồi, ok. À. Cái này có số 2 này, em nhớ là ở cái nồi em nhà em đang dùng là nhấn 2 lên nấu nhánh này. Rồi, hai cái nhá. Hai cái. Cái số 6 và số 7 của Nati nha. Số 6 này. Số 7 này. Cái số 6 này giá của nó 500 nha mọi người, 500. Số 7 này giá của nó là 700. Rồi. Để ra. Nặng lắm, hai cái nồi này mỗi nồi cũng phải là 6 kg hơn đấy nha mọi người. Tiếp theo là hai cái này cũng khá là giống nhau này. Khá là giống nhau. Đây, hai cái thì đều con điện cả hai. À con pin cả hai. Nó bị chọi cái đèn mọi người nhỉ. Đây. Cái nào cũng có ý hạ thịt nha mọi người. Idris Ozoma gì đây. Đây. Nhận lên đây. Cái này cũng vậy. Rồi. Xem cái này mở ra sao nào. À, cái này hình như à thả ra đây. Đây. Đây, thả ra đây. Đó, à xem thử kia nồi nhá.
dài trùng trục chứ toàn tiếng Nhật hết rồi nè. Ồ, dài dài gọi là dài trùng trục luôn đấy. Rồi cái bên đây nô một rưỡi hết nha mọi người, rất là dài, dài trùng trục luôn. Rồi tiếp theo xem cái thông số của nó. À, nồi này là sản xuất tại Trung Quốc mọi người này, nồi Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nhé. Một dưới 100V, 1130W, 15A, 2018, nồi đời khá là mới. Đúng là những đời mới sau này nó sản xuất ở Trung Quốc hay đây. Nhật nhân công cao lắm, nó không có chiều nữa đâu. À, nồi này nút vuông này, nồi này nút vuông này, nồi này nút tròn này. Rồi đây. Ồ, con này sản xuất 2020 luôn mọi người này. Cũng sản xuất Trung Quốc nhé, 2020. Thông số như vậy, nồi 1 lít 15A, 100V, 1300W. Chưa. Rồi, hai cái nhé. Hai cái thì là cái này là cái số 8 mọi người này, 8 nhá. Cái này cái số 9 này. Rồi cái này 2020, cái này 2018 này, 2018 này, cái số 8 600, cái số 9 700. Rồi, cho nó qua đây, còn hai cái nữa hết nó cầm điện rồi. Một cái thay gơ, một cái Hitachi. Cái thay gơ này trước đây. Cái thay gơ này thì là nồi hết cái màn hình hết pin rồi nhá. Đây. Nút này. Những cái này em đã test ok hết rồi này. Y hạ tại nồi cao tần này. Mở ở đây. Đây. U xà, nồi nặng. Nặng trùng trục ở đây luôn. Rất là nặng nhá. Mở cái nắp để xem. Đây. Nồi Tiger là con cọp mà nhìn nồi như con heo đó, tròn tròn tròn. À, 100V, 1210W. Cái này sản xuất ở Nhật luôn này, mày đi Nhật bay nó mọi người này. Được chưa? Để cũ sản xuất ở Nhật, để mở thì nó sản xuất ở Trung Quốc hết rồi. Nồi một dịch nhá mọi người. Cái này số 10. Số 10. Cái này thêm bán nó là 500 đây. 500 cho nhanh. 500 nha mọi người. Mười một là cái nồi này. Nồi này nồi Hitachi. Nồi Hitachi. Đồng hồ con này. Trong này con hai kia dưới dưới này đó, cái nồi. Ô xà, nồi dày, nồi rất là dày nha mọi người. Rồi à, nồi này nồi nồi chưa ta, gọi là nồi có bí này, gọi là nồi gì nè, nồi áp suất, vừa cao tần vừa áp suất luôn nha. Đó. Đây, nồi áp suất thì nó nặng lắm. Đây, Hitachi 2008 1 lít 100V 1400W. Này. Thông số áp suất của nó đây.
3.2 lít 0.03 MPa bằng 0.3 kgf trên cm khối này. Rồi, nồi áp suất nha mọi người. Cái nồi áp suất này thì là nồi số đây là 11. Giá của nó là 700 mọi người nhé, 700. Rồi, xong hết cái nồi cơm điện. Rồi, em tiếp tục giới thiệu mấy cái bên đấy nhá. Cái này là cái bơm hơi xe máy, xe ô tô 4 chỗ đồ này, bơm pháo, bơm bóng đồ này kia đều được nha. Đây. Nó có một sợi dây dài khoảng tầm 2 mét và cái tàu để cắm vào cái đầu xe ô tô. Hoặc là mọi người không muốn thì về mọi người cắt ra, kẹp hai dùng hai cái kẹp bình ắc quy á. Hai cái kẹp á, hàn vào sợi dây này để kẹp bình ắc quy nha, 12V nha mọi người. Để bơm hơi. Đây. 12 tới 13.5V, 12A, 150 PSI, 35 lít trên 1 phút. Được chưa? Có công tắc ở đây này. Đó. Giá của nó là 250.000 một cái mọi người nhé. 250.000 một cái bơm hơi này. Đây, bây giờ mình test cái máy bơm này. Nha. Cái lốp xe này này. Là mình đã xi hết hơi rồi. Xi hết hơi rồi. Nha. Đó. Được chưa? Rồi là đây này, áp ở đây đang là không này, được chưa? Rồi mình sẽ bấm dây luôn nha mọi người. Xem nó bơm bao nhiêu đâu vào đây. Được chưa? Rồi bắt đầu này. Bắt đầu. Được chưa? Rồi. Khi nào bắt đầu đầy hơi trong ốp thì nó sẽ lên áp suất nha mọi người. Cái này mình chưa đầy hơi trong lớp này, 16 giây đây này. Với bánh xe máy thì mình bơm khoảng 2 kg là vừa nha mọi người. Còn ô tô thì 2 kg 6 30 giây. Máy chạy cũng rất là êm nha. Rồi, 2 ký. Dừng. Tắt. 55 giây. 55 giây, 2 ký. Cứ ngắt thôi. Chưa? Ok. 55 giây, 2 ký. Bơm hơi 12V. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái bộ vít 24 đầu nha mọi người, 24 đầu. Đây. Mọi người có thể sử dụng điện thoại, laptop, máy tính, bất kỳ cái gì mọi người muốn này. Đó. Mở ra. Đó, nằm chấm nó hít vào này. Từ hít vào nhá. Đó, thấy không? Rồi. Cái khay giữ này này, nó không phải là đầu kẹp mà nó là cái khay này là nguyên một khay nằm chấm, mọi người thấy nó hút không? Đó. Hút và giữ này. Cái khay nắm chấm này á thì ngoài tác dụng là hút giữ á thì nó còn có tác dụng là luôn luôn nạp tư cho những cái mũi vít này này, để những cái mũi vít này không bị mất tư nữa mọi người này, rất là hay này. Đó, thấy không? 80.000 một bộ này nha mọi người. 80.000 một bộ, hai bộ, một bộ vít 24 mảnh như thế này. Tiếp theo là cái này. Cái này là bộ mũi mai hợp kim, có 30 mũi như thế này. 30 mũi mai hợp kim như thế này. Cái cờ này. Chân này chân 3 lý nha mọi người, chân 3 lý nha. Đây, chân 3 lý hết nha. 30 mũi. Một bộ 30 mũi mai hợp kim này thì giá của nó là 70.000. Tiếp theo là cái này. Cái này là bộ nhíp tĩnh điện 6 món. Này, 6 món 6 đầu này, đầu cong này, băng này, nhọn này, nhọn này, băng này. Được chưa? Đây. Nhíp sơn tĩnh điện hết nha mọi người. Đây, có sơn tĩnh điện hết này. Được chưa?
Rồi, một bộ 6 cây nhíp này á thì giá của nó là 30 ngàn mọi người nhé, 30 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này là bộ dao cạo râu, một cái cán dao cạo râu và 20 cái lưỡi cạo như thế này. Giá của nó 60 ngàn, cạo cả năm chưa hết đấy. Qua đây. Qua đây thì em có cái này. Cái này là cái đế pin 18650 mọi người nhé, để đôi. Để hai xem 18650 đó, một cái để pin này thì giá của nó 10.000 này, 10.000 này. Tiếp theo là cái này, cái này là cái vuột keo silicone hoặc vuột những kia keo gì mà mình dán á, thường thường là thợ thì người ta đi keo mới chuẩn mới đẹp được, còn mình thì đi tem lem tập đẹp gớm lắm, nên là mình phải có cái cán vuột keo như thế này. Đây nó có các đầu kích cỡ để mình vuột đường to đường nhỏ này, 1 2 3 4 5 đầu nhá. Đấy là 5 đầu này. Sau này có một cái đồ sủi này không phải bằng thép này kia đâu, cũng phải bằng sắt mà bằng inox, nó rất là cứng để mình sủi keo cũ hoặc là cài những cái vật tôn luôn này kia, khá là hay đó. Một cái cán vuốt keo này, một cái vuốt keo này thì giá của nó 35 ngàn mọi người nhé, 35 ngàn một cái vuốt keo này. Rồi tiếp theo là cái này là bằng keo hai mặt, kéo hai mặt rất là cứng, rất là chắc. Em có video test nhất 6 kg đấy, mà chỉ cần giảm một khúc 3 phân như thế này thôi vẫn ok. Nó chỉ có là 0.9 mm, 0.9 cm thôi nha mọi người. Đây 9 lý thôi, 9 lý thôi. Một cuốn này á thì nó dài tới 20 33 mét cho mọi người, 33 mét đó. Ok, dán được rất là nhiều thứ nhá. Hai cuộn 30 ngàn, bằng kéo này là hai cuộn 30 ngàn mọi người nhá. Đó, tha hồ thoải mái luôn nhá. Tháo thoải mái lên nha mọi người. Đây, gỡ ra cho mọi người xem. Miệng này. Hai miệng này. Ba miệng này. Ok. Ra đây, đây em có một bộ bánh xé của Hàn Quốc. Nhưng mà Hàn Quốc nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc nó nhé. Này, bộ 4 bánh của Hàn Quốc sản xuất tại Trung Quốc, KT Cater. Đây là thương hiệu của Hàn Quốc. Đây em có cái hộp của nó đây, KTCater.com này, sản xuất tại Trung Quốc, hàng bán tại thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc này. Được chưa? Một bộ này 350 ngàn. Tất cả chữ đều là dập nổi hết này, như chữ này là dập chim hết này. Đó, rõ ràng không? Bánh này bánh A60, có nghĩa bánh 6 phân nha mọi người. Đó, còn có chân để su để mọi người cố định khi mà nâng nâng hà, để khi mà di chuyển hoặc khi cố định nhá. Đó, nâng lên hà xuống này. Cái này thì gần như là mới, chỉ có là để ở ngoài bãi thì nó hơi bị rỉ sét một xíu thôi. Còn hoàn toàn là chưa qua sử dụng đâu. Một bộ 4 bánh xe KTC này thì giá của nó là 350 ngàn nha mọi người, 350. Đó. Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này cái bộ đồ điện thì em lưu ý này, rất là nhiều khách bị cái này này. Cái này bộ đồ điện này thì sử dụng cho thiết bị điện tử chứ không sử dụng cho thiết bị cơ, đó thứ nhất. Thứ hai là 12V vào thì nó sẽ ra được 110V và 24V thì nó sẽ ra là 220V. Đây có hai ổ AC, được chưa? Và đây có 4 cổng 5V sạc nhanh điện thoại. Sạc nhanh điện thoại. Đây, có công tắc này, về nhớ bật công tắc này. Đây. Dây chuyền. Đây, cái tẩu. Em sẽ tặng cho mọi người thêm một cái tẩu chuyền này để mọi người kẹp vào bình ắc quy 14, 12 hoặc 24V. Được chưa? Đó. Một bộ chuyển điện này thì giá của nó là 101 mọi người nhá, 101.
Tiếp theo là cái này. Cái này là cái áo của Olympic Nhật 2020, hàng xuất, hàng người ta sản xuất dư ra nha mọi người, sản xuất dư ra bây giờ là về Việt Nam theo đường đồ bài. Nhưng mà áo này em cam đoan là áo mới 100% chứ không phải xì đá nha. Sản xuất ở Made in Bangladesh này, giá 12.500 yên, khoảng tầm gần 500 ngàn tiền Việt Nam á, khá là đắt á, được chưa? À, này tem bảy màu này, đó thấy không? Này đây là mặt trước có chữ như thế này, đó. Cái này thì nó có 4 size, size S là người 50 kg đổ lại, M là từ 60 kg đổ lại và 65 kg đổ lại á. Trên 65 kg thì dùng size XL, dùng size L cho em. Và trên 70 kg thì mọi người dùng size XL mọi người nhá. Đây, một cái 100.000, ba cái thì là 300, em sẽ miễn phí ship. Vải 100% cô tông, chơi thể thao đôi này kia rất là sướng nhá. Tiếp theo là cái này mọi người nhá. Cái này là cái đèn LED 220V này, LED 220V. Mọi người là ví dụ như bóng đèn hư hay hỏng hay chạy á, mọi người tháo bỏ cái tấm LED của nó ra để nguyên là cái khung nhôm, rồi cái này bắt vào cái khung nhôm của mọi người, bắt vào cái khung nhôm của cái đèn á, rồi hàn hai chân LN vào đấy là được, rồi đi thẳng vào cái đuôi đèn E27, bỏ luôn cái driver đi nhá, là ok, rất là sáng. Ở nhà em thì em toàn thấy bằng cái này thôi, tính ra rẻ là hơn 1/3 khi mọi người đang mua một cái bóng đèn 50W như vậy ở ngoài thị trường á. Kích thước của nó 46 nha mọi người, em test thử cho mọi người xem này. Cái này rất là sáng, điện thoại em nó quay không được cho nên là nó bị nhiều như thế này thôi nhá, chứ ở ngoài nó không nhiều vậy đâu. Đó, mọi người muốn nó bền á thì mọi người thêm vào một hai thanh nhôm nhỏ nhỏ để cho nó tản nhiệt tốt thì nó rất là bền nhá. 55.000 một cái, 220V, 50W. Tiếp theo là cái bóng đèn này. Bóng đèn này là led cốp 12V. Led cốp 12V mọi người nhé. 30.000 một tấm. Thì của nó như thế này này, có hàng đây, hai sợi dây như thế này thôi, không bao gồm cái jack này đâu. Jack này em nối vào để cho nó nhánh thôi nhá mọi người. 12V. Đây, cục pin của em 12V nên test thử này. Đây. Đó. 30.000 một tấm nha mọi người, 30.000 một tấm LED 12V như thế này. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là mấy cái đèn LED này. LED này LED là pin 18650, 3-4V chứ không phải 12V đâu nhá. 3-4V nhá. Đây, một tấm LED như thế này. Giá em bán á thì sẽ kèm theo là một cái sensor nhận điều khiển và một cái điều khiển như thế này. Đó, điều khiển từ xa. Đây em demo thử một cái cho mọi người xem này. Pin 3-4V 18650 nhá. Không phải 12V nhá. Đây. Tấm này tấm 200W này. Đó. Tắt này, bật này. Đó, điều khiển từ xa nha mọi người. Rồi. Cái này á thì tấm này tấm 200W này. Tấm 200W này thì giá của nó 150. Tấm này 100W, giá của nó là 100.000. Tấm này 60W, giá của nó là 80.000. Được chưa? Chỉ làm đèn dự phòng, đèn khẩn cấp, rồi đèn năng lượng mặt trời nó đều được nhé. Khá là hay, mùa mưa bão tới rồi cũng phải cân những cái đó. Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này là đồng hồ đo điện AC, là đo điện lưới của nhà mình nhé nha mọi người. Đó, 220V, 35.000 một cái. Em có cảm vào để thử cho mọi người xem này. Đây, cái này đang đo điện lưới nha em này, em bắt thẳng vào cái sợi dây em cắm vào luôn cái công tắc này, cắm vào luôn cái ổ cắm này, 236V này, đó được chưa, 35.000 một cái, đồng hồ đo điện AC, đo điện lưới nha mình nhá. Còn cái này là đồng hồ đo điện DC này, đo điện DC, đo điện bình ác quý á, nó không bao gồm cái jack này đâu, nó như thế này này, đó, ví dụ em sẽ cắm vào đó cái cục pin 12V em đang test này. Cái này đó từ 4.5 cho tới 100V nha mọi người. Đây 12.6V này. Đó 25.000 một cái đồng hồ đo điện AC DC. Đồng hồ đo điện DC 25.000 một cái.
Tiếp theo là cái này. Cái này là cái điều tốc motor DC mọi người này. Cái này rất là dễ bắt luôn. Mọi người xem nha. M cộng M trừ là ra thiết bị này. V cộng V trừ là điện vào. Đó, được chưa? Điện DC nha mọi người. DC nha. DC là bên nhà quý á. Đó. Này. Bật dây này. Sáng đây. Chạy này. Chạy rất là chậm này. Đây. Chạy chậm như thế này mình đếm vòng được luôn này. Đó, được chưa? Nhảy dần này. Ok. Rồi. Cái điều tốc motor DC này thì giá của nó là 30.000 mọi người nhé. 30.000. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái đồng hồ đo nhiệt độ. Đây là cái mặt đo nhiệt độ này. Đó, đồng hồ kia màn hình hiển thị này. Đây là một sợi dây dài khoảng 1 mét này. Có một cái sensor đo nhiệt độ ở đây. Mọi người để vào chỗ mọi người muốn đo. Ví dụ như em đây, em cầm em đo cái nhiệt độ cơ thể em. Thì nó sẽ tăng này. Nó sẽ tăng chậm chậm từ từ chứ không phải là tăng ngay lập tức đâu nha mọi người. Đó, được không? Rồi. Cái đồng hồ đo nhiệt độ này thì giá của nó 30 ngàn nha mọi người. 30 ngàn. Rồi, qua bên đây. Bên đây thì em có cái này. Cái này là cái đuôi đèn cảm biến nha mọi người. Cái đuôi đèn cảm biến này thì là giá của nó 50 ngàn. Khi có người đi qua đi lại á, thì nó sẽ sáng. Thường thường là hay lắp ở nhà vệ sinh hay những đường khuất hay là hàng rào đâu này kia. Bắt những cái bóng đèn nhỏ. Khi có người đi lại thì nó sẽ sáng. Ví dụ như là buổi tối. Có ăn trộm đâu, nó thế này thì kia nó lập lo gần nhà mình. Đi tới cái nó sáng, cái nó hoảng, nó tự chạy thôi. À, cái này rất là đơn giản, đổ hai cái sợi dây vào đây. Được chưa? Đổ hai sợi dây vào đây. Bắt bóng đèn vào đây, có người đi qua đi lại thì cái sensor này nhận điều khiển nó sẽ báo. Và nó sẽ sáng lên nha mọi người. 50 ngàn một cái đuôi đèn cảm biến này. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái rắn để mọi người chế ráy trượt hay đâu này kia nhá. Đây, cái này bằng su này, ở giữa này inox này. Đó. Và cái này á, ở ngoài là 10, ở trong là 8. Được chưa? Đây là 10 này, đây là 8 này. Cái cây rắn này thì là em bán theo combo là 10 cây. 10 cây là 40 ngàn mọi người nhé. 10 cây 40 ngàn. Đó. Tiếp theo là cái này đi. Cái này là cái bẹt để tưới cây, phun thuốc trừ sâu. Đồ này kia rất là tiện này, em có 3 loại nha mọi người, 3 loại. Này. Cái này em gọi là bẹt đồng cong, cái này là bẹt đồng thẳng, cái này là bẹt loa. Tất cả đều bằng đồng hết nhá. Bằng đồng hết, giá của nó 35.000. Đây, cái này bằng đồng Nhật hết nha mọi người, đồng của Nhật hết, Japan này. Bẹt đồng cong này, 35.000. Cái này bẹt đồng thẳng cũng của Japan luôn này. 35 ngàn. Cái này thì nó không có dập cho pen vào đây. Bẹt loa 35 ngàn. Cái này á là điều chỉnh tia ở đây. Được chưa? Bẹt loa này 35 ngàn này. Bẹt đông thẳng, cái này điều chỉnh tia thì mình vặn ở đây này. Đó, vặn ở đây 35 ngàn. Bẹt đông cong, chỉnh tia mình cũng chỉnh ở đây 35 ngàn. Được chưa? Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này là cái điều khiển từ xa mọi người này. Điều khiển từ xa cho dòng điện AC. Dòng điện AC thì có thể dùng làm cho cửa cuốn cũng được. Cửa cuốn thì nhưng được vì cửa cuốn này còn phải lên xuống trái phải lên xuống nữa. Cái này là dùng dòng điện AC này. Thì mọi người có thể là máy bơm này, bóng đèn này. Rất là nhiều thứ sử dụng điện AC là được nha mọi người. Đây. AC in là RN12 là điện vào. AC out, RN34 là điện ra, được chưa? Đó, điều khiển như thế này. Em thì ở bên vườn em đang dùng cho đèn và bơm, khá là tiện. 100 ngàn một bộ điều khiển từ xa này nhá. Em sẽ có. Đây, cái này giờ mình đang bắt cái này này vào cái bơm chim của mình ở đấy nha mọi người. Đây, mọi người xem này, mình bấm vào đấy này, on này, rồi chạy, lên nước, tắt này. Đó,
Đó. Đó, bộ điều khiển nó nằm ở đâu kia nhá. Bộ điều khiển nằm ở đâu kia. Cho mình bấm on này, bấm on này. Đó. Được rồi chạy. Này mới bấm ra ngoài này cũng được, vì nó là thuộc dạng sóng chứ không phải là hồng ngoài nhá mọi người. Thuộc dạng sóng chứ không phải hồng ngoài. Off này. On này. Đó, off này. Đó, tắt nha, bật này. Đó, ok. Đấy nha mọi người, mình bắt đỡ một cái này vào đây. Bắt đỡ một cái điều khiển motor từ xa này vào đây để cho mọi người xem. Mình sẽ câu từ CB qua đường in của cái điều khiển này, và từ đường out thì mình sẽ câu xuống công tắc này, câu xuống cái ổ cắm này. Thì thứ nhất á, cái này sẽ ổ cắm này sẽ có một cái motor bơm nước này, chưa? Một cái motor bơm nước. Và cái bóng đèn này mình để thêm cái bóng đèn này, để thêm bóng đèn này để mình điều đứng từ xa hoặc đứng tới bên nhà mình điều khiển thì là mọi người sẽ thấy là bóng đèn sáng, có nghĩa motor cũng đang chạy, chứ xa quá mình không nghe được tiếng motor á mọi người nhá. Hiện tại bây giờ mình điều khiển này. Đó, bật tắt. Đang để trong cái bao bóng này. Đó, mọi người thấy không? Đó, được chưa? Mình bật đây là motor nó chạy. Đây nó cũng sáng. Ở phía ngoài nó không có nhấp nháy gì đâu nha mọi người. Nhưng mà cái camera của mình thu không được nên nó nhấp nháy gì, chứ ở ngoài á là đây nó sáng bình thường chứ không nhấp nháy về đâu nha. Đó. Rồi ok, giờ mình sẽ đi ra một đoạn khoảng tầm 30 mét đi. Mình điều khiển thử xem thấy bóng đèn sáng là biết motor có chạy nhá, nó có cảm biến nha mọi người. Chỗ này khoảng tầm là 30 mét này. Mình bật thử này. Đó. Là nó đấy nữa đó, mọi người thấy cái bóng đèn đâu đó nó sáng chưa? Tắt này. Đó, bóng đèn nó tắt. Được chưa? Rồi mình đi ra xa hơn nữa nha mọi người. Rồi, giờ mình đứng ở đây này, bật này. Để mình zoom tới kia đèn cái. Thấy bóng đèn mọi người. Bật này. Đó, đây nó sáng kìa. Tắt này. Rồi, đây nó tắt, thấy chưa? Rồi, tiếp giờ mình đi xa hơn nữa. Mình đi trên cái gạt bên nhà bên này nhá. Rồi, bây giờ đây là mình ngồi ở bên nhà phía bên xa, bên gạt. Bên đây nhà mình bên kia vườn cũng khá là xa rồi đó. Đó. Này bóng đèn này. Bây giờ mình bật mọi người này. Đó, thấy đây nó sáng chưa? Cái đèn nhảy nhảy là đáng sáng luôn nha mọi người. Ở trong camera là nó nhảy gì thôi chứ ngoài cái bóng đèn nó cũng nhảy vậy đó. Zoom ra này. Tắt này. Đó, là nó tắt, bật. Tắt. Cái này buổi tối á. Buổi tối mình sẽ quay lại một video nữa để cho mọi người thấy trực quan cái đèn tắt và bật nha mọi người. Đó, thấy không? Bật, tắt. Ok nha. Có video test gửi vào cho mọi người xem. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái bóng đèn để mọi người lắp ở soi biển số, soi gầm xe, soi hông xe đều được. Hiện tại ở đây em có hai màu, màu xanh là cây và màu trắng. Đây, cái này màu trắng này. Được chưa? Rồi, cái này màu xanh là cây này. Đó, cái này thì sử dụng điện là điện 12V. 12V. Toàn bộ cái này đều là bằng kim loại hết, chứ không phải bằng nhựa nhá. Nó có sẵn một cái chú ý ra là 10 lý như thế này, mọi người khoan một lỗ 10, nhét nó vào rồi vặn chặt nó lại là được. Rất là tiện, 50.000 một cái nha mọi người, 50.000 một cái. Tiếp theo là cái này là đèn laser. Đèn laser nha mọi người. Đây nó có là hai chế độ, một là chiếu một tia như thế này. Hai là chiếu tia chùm như thế này. Đó. Nếu như muốn chiếu tia chung á thì mọi người lắp cái đầu chuyển chung này vào. Nếu như muốn chiếu một tia thì mọi người tháo cái đầu tia chung nó ra. Được chưa? Cái này á, thứ nhất là dùng để chơi cho đẹp này. Đó, thấy không?
Hai á là áp dụng vào công việc thì thứ nhất cái này một tia này ấy, thì có thể dùng làm súng ngắm hoặc là chiếu chỉ, ví dụ mình đi công trình xã có những chỗ mình phải chỉ người ta làm là hero này kia thì như thế này chỉ tới rất là tiện nhá, nó có thể chiếu xa tới 2 cây số, chiếu vào buổi trưa nắng vẫn nhìn thấy được chứ không mà chỉ buổi đêm không đâu. Em sẽ có video test buổi trưa và buổi tối cho mọi người xem. 120.000 không bao gồm pin sạc, nó sử dụng pin 18650. Ok. Đây, mọi người xem vào buổi tối này. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây, mình chiếu qua bên nhà người ta này. Rồi, mình bỏ kia. Cái này là chịu một tí cho mọi người xem nhé. Đây, một tí mọi người này. Rất là xa luôn. Sáng 1.000 luôn á, không biết là xa tới đâu luôn á. Đó, đã lắm nhá. Bây giờ mình sẽ chiếu thử xa nha mọi người. Chiếu xa đang trời nắng nhưng mà mình vẫn zoom tới nhưng mà vẫn thấy được kia ánh sáng của nó, mình zoom tới cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy cái ánh sáng ở đâu xa đâu đó không? Đó là mình zoom tới đó, còn xa được nửa kìa, nhưng mà cái điện thoại mình zoom không tới nhau ấy. Ở ngoài trời nắng mà cái ánh sáng nó được như vậy đó thì buổi tối là bao nhiêu nữa đó, thấy không? Tiếp theo là cái này là cái chiếc hơi chiếc khí nha mọi người. Chiếc hơi chiếc khí có 3 đầu nối nhanh như thế này. Được chưa? Giá của nó là 1 đầu chiếc khí ra 3. Giá của nó là 80 ngàn. Nó thật ra thì mọi người về tháo với ba cái đầu nối nhanh này á thì giá của nó cũng là dư 30 dư 80 ngàn đấy nha mọi người. Không chia đầu chiếc khí nữa. Được chưa? 80 ngàn một cái chiếc hơi. Cái này là cái nối vào cột nối vào máy mài, nó nối dài thêm 5 phân như thế này để mọi người đánh bóng mài ở các góc cái thay các nở chi tiết rất là dễ tiền này đó, thấy không? Một cái nối máy mài này giá của nó là 35.000 mọi người nhé, 35.000. Tiếp theo là cái này là cái ruột của mỏ Han Chi, ruột của mỏ Han Chi giá của nó 45.000. Cái này thì ví dụ như là một là mọi người có thể mua về để tự chế mỏ hàn, hai là mọi người có thể thay cho những cái mỏ hàn hư của mình, ví dụ như cái mỏ hàn này của em bị hư này đó, mỏ hàn này của em bị hư đúng không, tháo 2 con ốc vít này ra, mở 2 con ốc vít này ra để nó vào đây, rút cái này ra này rồi để nó vào đây, nối 2 sợi dây vào là xong. Cái đầu kẹp của nó cái mũi của nó mũi 6 ly nha mọi người, 6 ly, giá của nó là 45.000, ruột mỏ hàn 45.000. Rồi tiếp theo là cái này là cái gấp linh kiện điện tử, đây nó gấp như thế này nhả ra đó, thấy không? Đó, gấp rất là chắc nha mọi người. Một cái gấp linh kiện này thì giá của nó là 30.000. 30.000. Tiếp theo là cái này là cái bút thử điện thông mạch. Bút thử điện thông mạch nhá. Ví dụ thông mạch này như thế này thông mạch này. Còn khi mọi người đi vào mát á thì bút điện bình thường thì vào trên mát nó sẽ đèn xanh. Vào trên dương thì vào trên nóng thì nó sẽ đèn đỏ. Được chưa? Còn cái này á còn có thêm chức năng là thông mạch và dò dây điện. Ví dụ. Ok.
do điện nó sẽ sáng. Điện đi vào đó, ở đây. Đó, thấy không? Rồi, một cây bút điện này thì giá của nó là 25.000. 25.000. Rồi em sẽ tăng thêm cho mọi người một viên pin dự phòng như thế này, để hết pin thì mọi người có mà thay luôn nha mọi người. Và mọi người mua hai cây á thì giá của nó chỉ còn là 40.000 thôi nhá. 40.000 thôi nhá. Rồi, đi qua đây. Cái này là cái búa đa năng mọi người này, giá của nó 60.000 một cái. Vì sao em gọi búa đa năng? Ở trong đây nó có 4 cái tu vít nữa này. Ra đi ba. Mắc luôn trong đây thôi. Phải gõ gọn nó mới ra. Để mấy cái khác chứ. Nó còn có 4 cái tu vít ở trong đây nữa này. Đó, một cái này. Hai cái này. Ok. Ba cái này, đây cái này, bốn cái này. Đó, hai cái tô vị dẹp và hai cái tô vị bồn chấu ở trong đây nữa. Được chưa? Một cái búa đa năng này thì giá của nó là 60.000 mọi người nhé. 60. Để ở ban làm việc hoặc để trong túi đồ nghề đâu này kia cũng rất là tiện nhé. Đó, 60.000 một cái búa đa năng. Tiếp theo là một cái bộ làm vườn mini, giá của nó 35.000. Bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Cán gỗ đóng khuyến nó đàng hoàng. Sáng nhỏ, sáng lớn, cao. 35.000 một bộ làm vườn mini như thế này. Tiếp theo là cái này cái ổ khóa số. Ổ khóa số, cái này là sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà hàng là hàng của Hàn Quốc, đặt và bán ở thị trường Hàn Quốc nhé. Đây, mật khẩu mặc định của nó 4 số 0 nha mọi người, 4 số 0. Đây, mọi người muốn đổi mật khẩu thì như thế này. Đây, đưa này, để vào cái khắc này, nhấn xuống, xoay qua đây. Rồi, đổi lại về 4, về số mọi người muốn. Đây đang 4 số 0 này, đó, đổi về số mọi người muốn. Em để lại 4 số 0 cái này nhé. Đó, sau đó quay ra đây, kéo lên, đi về đây. Là đã đổi mật khẩu nha mọi người. Một ổ khóa số này thì giá của nó 40.000. 40.000 nhé. Tiếp theo là cái này là cái hụt chi. Cái hụt chi này thì giá của nó là 25.000. Đó. Ok, hụt chi 25.000 một cái. Cái này của Trung Quốc chứ không phải của Nhật đâu. Cái gì cũng Nhật à. Nhật đâu có cái giá 25.000 đấy đâu mọi người, đúng không? Trung Quốc thì em nói là Trung Quốc, được chưa? Tiếp theo là cái này. Cái này là cái Eto Mini để mọi người kẹp bàn. Kẹp bàn làm việc để kẹp những linh kiện điện tử nhỏ hay đâu này kia cũng rất là tiện nhé. 60.000 một cái. Cái này thì kẹp tối đa là 3 phân nha mọi người, 3 phân. Đó, dây cũng là tối đa 3 phân. Được chưa? Eto Mini 60.000 một cái. Rồi, đi vào các thiết bị ở phía trong đây. Đây, có bộ mũi khoan đa năng. Mũi khoan đa năng này thì mọi người có thể khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt. Khoan rất là nhiều thứ, nhưng lưu ý dùng em là không khoan bê tông. Khoan bê tông thì nó sẽ bị mẻ cái đầu hợp kim ở phía trên đây. Được chưa? Ở trên đây có 4 cành hợp kim này. Mũi này thì là đuôi 6.35. Mọi người dùng máy khoan cũng được, máy bàn vít cũng được. Được chưa? Nó có 3 mũi 6, 8, 10. Một combo 3 mũi 6, 8, 10 này thì giá của nó là 60.000 nha mọi người. 60.000. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái jack DC. Jack nổ nhanh DC. Đó, một cặp như thế này 10.000, mọi người có thể là đây có hai chân này, âm dương rõ ràng này. Đây. Mọi người vặn vít ra để dây vào đây, vặn vít ra để dây vào đây và kết nối
jack DC, không sợ bị chập chạy điện đâu này kia, không sợ bị sai đâu, rất là tiện, được chưa? 10.000 một cặp jack DC này, cho mọi người thấy em test đồ toàn dùng cái đấy đấy. Tiếp theo là cái này, cái này là hạt tùy vô nha mọi người, 2, 4, 5 năm hạt tùy vô này thì giá của nó là 30.000. Mọi người về mua về để là tự chế tùy vô hoặc là sửa cho những cái tùy vô hư của nhà mình, cân ống nước, hạt thủy này này, đó, hạt nước này nha mọi người, 5 viên 30.000 nhá. Và tiếp theo là cái bóng đèn này, bóng đèn led này thì là để mọi người chế đèn pin này, pin 18650 nha, để em lấy cái kính lúp soi cho mọi người xem, soi cái chân âm dương cho mọi người xem này. Đây, trên bóng đèn nó đã có sẵn hai chân âm dương rồi, mọi người về hàn đúng âm dương là được. Đây, chân này chân dương này, ở ngoài thì em thấy rất là rõ, nhưng mà ở trong cái điện thoại á bị mà chọi đến đây nên mọi người thấy không rõ được nhé. Đây, đây là chân dương này. Sao để quay cho nó rõ được nhỉ? Đó, để chân âm này. Chưa? Nó bị chọi đen nha mọi người thông cảm nhé. Đó, một cặp 2 viên là 30.000, một cặp bóng đèn chế đèn pin 30.000, ví dụ như em đang chế vào cái đèn pin của em này. Ok, pin 18650 nhá. Rồi, em cũng có lắp ở ngoài để cho mọi người xem này, bóng này là bóng siêu sáng. Cho nên là nó cần phải có nhôm tản nhiệt, nếu như không có nhôm tản nhiệt thì một xíu nó cháy lên nhá. Đó, được chưa? Chế đèn pin nhá mọi người, 30.000 một cặp. Rồi, cái này. Cái này là cái kim đo đồng hồ này. Cái kim đo đồng hồ này á thì là nó dài 1 mét. Dài 1 mét. Đây, hai kim này kim siêu nhọn, mọi người đo cái gì cũng được hết, đo chân linh kiện điện tử, đo cái này cái kia rất là tiện nhá. Rất là nhọn cho nên người ta phải có cái cặp bọc như thế này. Đây, đây có cặp bọc nữa. À, thấy không? Cái kim đo đồng hồ này á thì là giá của nó 30.000 một cặp, mọi người mua hai cặp thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá mọi người, 50. Nếu như mọi người mua hai cặp còn một cặp thì là 30.000. Tiếp theo là cái loa Bluetooth. Loa này thì là siêu trầm, siêu ấm, nghe rất là đã. Đó, thiết kế thì hiện đại. Em sẽ có video test vào đây cho mọi người xem. À, giá của nó là 190.000, 190.000 nhá mọi người, 190.000. Cái này á thì mọi người thông cảm giúp mình là tại vì là YouTube nó bắt bản quyền cho nên mình sẽ thử rất là nhanh thôi nha mọi người. Đó, và mình sẽ quay chi tiết cái này cho mọi người xem. Thử rất là nhanh thôi nhá. Mãi mãi không đổ lời, bạn dầm tương tư vì ai. Ông trần hôm nay xa quá, thế giới bầy mọi người. Đó, loa rất là ấm nha mọi người. Đây, nó có cái này là nút nguồn này, nút này tăng giảm âm lượng này, nút này là chỉnh chế độ nhảy của cái đèn này. Đây là cái cổng tai xe để sạc này, thì là trong đó sẽ có luôn cái sợi dây tai xe để mọi người sạc nhé, cắm vào cục sạc điện thoại của mình để sạc. Và đây là cái cổng để cắm thẻ nhớ này, cổng TF này cắm thẻ nhớ này. Rồi, giá 190.000 nha mọi người. Mũi khoan tháp từ 4 tới 32, 4 ở đây này, lên tới đây là 32 này, đuôi 6.35 sử dụng được cho máy bàn vít này, giá của nó 65.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái này là cái tai nghe đơn, tai nghe Bluetooth đơn mọi người nhé. Đó, nó chỉ có một cái duy nhất như thế này thôi, và có một sợi dây sạc như thế này. Mọi người dùng hết pin thì cắm vào đây sạc. Đó, đây là nút bật nguồn, tắt nguồn này. Thấy không?
chỉ bằng một ngón tay út như thế này, rất độc lạ nha mọi người, độc và lạ rất là hay. 80.000 một cái, tai nghe Bluetooth đơn 80.000 một cái. Này, cái này rất là hay này, Tết nhất tới rồi này. Tết nhất tới rồi này. Trộm tặc rất là nhiều này. Đó, phải có cái này là cái chống trộm, cái bảo trộm nha mọi người, bảo trộm. Ví dụ như thế này. Hai cái này mọi người lắp vào hai cánh cửa, khi có người mở cửa ra thì nó sẽ kêu. Mở cửa ra nó sẽ kêu, hé cửa nó sẽ kêu. Buổi ngày thì mọi người tắt đi như thế này, buổi tối mọi người bật lên nha. Đây. Đó, 50.000 một cái nha mọi người. Mọi người thấy như thế này thôi, nhưng mà đây là buổi ngày nha. Buổi tối ấy thì nó kêu rất là to, tại vì tiếng ồn của nó lên tới 90 dB rồi nha mọi người, 90 dB. Đây, buổi tối nó kêu rất là to. Cho nên là lắp cửa sổ, cửa cánh cửa đôi này kia rất là tiện. Một cánh, hai cánh gì cũng lắp được. Một cánh thì lắp cái này vào tường, còn cái này thì lắp vào cửa, rất là tiện nha. Tối ngủ ngon, yên tâm mà ngủ. 50.000. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái bộ để ốc gãy nha mọi người, để ốc gãy. Có 5 đâu. 1, 2, 3, 4, 5. Đuôi là đuôi 6.35. Sử dụng được cho máy vặn vít và máy khoan hơn, không cần phải vặn tay. Đó, một bộ để ốc gãy này giá của nó là 50.000. Đó. Tiếp theo là cái bộ này. Bộ này là bộ kẹp. Em gọi nó là bộ kẹp motor, tại vì nó kẹp vào cái motor này để phân biệt với những cái mặt hàng khác của em nha mọi người. Nên mọi người mua thì nó là kẹp motor cho em. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 đầu tút ra từ 0.5 cho tới 3 ly. Để mọi người kẹp mũi khoan, kẹp mũi mai, chế máy khoan lồng chim, chế máy khoan mạch. Đôi này kia rất là tiện. Ví dụ như em đây. Đó. Đó, thấy không? Mở ra. Đây, đây là đang mũi 3 ly này. Thì để cái đầu to nhất vào. Đầu 3 ly vào đây. Và cái cột kẹp vào motor là cột 3 ly nha mọi người. Mọi người nghe cho kỹ để mua về khỏi bị nhầm nhé. Nhiều anh nhá. Nhầm rồi, nhưng mà thôi do anh nghe không kỹ, anh giữ lại không sao hết, em có 25 ngàn à. Còn có nhiều anh nhá, mua về nhầm xong đây. Không không không, may lừa tao, hoan. 25 ngàn mà bị hoan thì 40 ngàn tiền ship. Đau đớn không? Nên nghe kỹ giùm em nhá. Đây. Đây, đây là em tải demo, em làm demo cho mọi người xem, một bộ như thế này, kẹp motor 25 ngàn nhá. Tiếp theo là cái này mọi người này. Cái này là bộ chuyển từ bằng vít 6.35 qua mở ốc. Thì một bộ này là 3 cái, 1/8, à 1/4, 3/8, 1/2, đuôi 6.35 này. Ra các đầu mở ốc khẩu này. Một bộ chuyển từ vít qua bờ ống này thì giá của nó 40 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái mạch sạc điện thoại 12V mọi người này. Nguyên bản của nó là một mạch như thế này này. Đây, một mạch như thế này nhá. Đây, như thế này, 20.000. Nó là rất là dễ sử dụng, chỉ có hai chân như thế này. Cộng và trừ. Mọi người hàn hai sợi dây vào, kẹp vào cái bình ắc quy của mình là xong. Sạc pin điện thoại, sạc cho điện thoại 12 sạc điện thoại cắm vào bình ắc quy 12V nha mọi người, 20.000 một cái. Tiếp theo là cái này. Cái này thì là mọi người là nó cái đầu 5 chấm trờ vít. Ví dụ như cái đầu vít của mình giấu ngay á, nó bị mất từ. Ví dụ như mũi khóa này của em không có từ đúng không? Em cắm cái này vào, nó sẽ truyền từ qua. Đây, cái mũi khóa này là con vít. Đó, thấy không? Đó, cái đầu 5 chấm trờ vít này là 30 ngàn mọi người nhé. 30 ngàn. 30. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái bóng đèn USB để mọi người là đi chơi, đi phượt, cắm vào cục sạc dự phòng để là có ánh sáng cũng được, hoặc là buổi tối làm đây ngủ cũng được. Giá của em bán là 5 bóng 30.000. Nó là màu vàng nha mọi người. Đây. 5 bóng 30.000 nhé. Đó. 5 bóng đèn USB 30.000. Tiếp theo giới thiệu luôn, cái này là cái mạch sạc dự phòng này, 45.000. Một cái máy sạc dự phòng như thế này. Đó, 45.000 nhé. Máy sạc dự phòng 45.000. Nó là như thế này. Rất đơn giản, chỉ có hai chân B cộng B trừ. Hàn pin 18650 vào đây được.
mọi người muốn sử dụng dấu tia hàn song 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 nhiều pin vào như thế này. Cái này nó có màn hình hiển thị đâu này. Màn hình hiển thị đâu này. Có hai cổng sạc, cổng này là cổng QC sạc rất là nhanh. Còn cổng này là sạc thường, nhưng mà sạc thường của nó cũng tới 2.4A là khá nhanh rồi. Và có ba cổng sạc vào. Đây, tai C này, micro này, lightning này của iPhone này. Một cái mạch này 45.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái đầu chuyển từ bản vít đầu 6.35 này này. Qua đầu kẹp quan như thế này. Giá của nó 60.000. Đây, kẹp như thế này. Kẹp từ 0.5 cho tới 8 lý mọi người nhé. Đó, 60.000 một đầu chuyển từ bản vít qua khoan. Cái này, cái dây dấu này. Dây dấu để mình khoán cho nó tiến nhé. Ví dụ như ở đây, chưa có dấu nào này. Đây. Đóng một dấu vào đấy nhé. Đó, như thế này là có một cái dấu ở đây cho mọi người khoán đây này. Được chưa? Cái dây dấu này giá của nó 40.000 nhé mọi người. 40.000 một cái dây dấu. Tiếp theo. À, tiếp theo em còn mấy bộ dao này này. Mấy bộ dao này khá là hay mọi người này. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, bốn bộ này. Đó. Những bộ dao này á thì mọi người có thể là cắt này, gọt này, khoét này, điêu khắc này, chạm trổ này, rồi là ghép cây này, rất là nhiều thứ nhá. Đây, ví dụ như con dao này, mọi người thay lưỡi như thế này, kéo xuống, mở ra, thay lưỡi khảo vào. Đó, vậy là xong. Ở đây em có 4 bộ, 4 loại để cho mọi người chọn. Bộ dao số 1 là bộ này. Bộ này này. Đây, nó gồm một cái cán và 6 cái lưỡi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, được chưa? Bộ dao số 1 này thì giá của nó là 30.000. Bộ dao số 2 là như thế này. Gồm 3 cái cán, 1, 2, 3 và 13 cái lưỡi. Đây là 10 này, đây thêm 3 cái nữa này. Là bộ dao số 2. 45.000, bộ giá số 2 45.000 nhá. Bộ giá số 3 thì nó lại đi qua một cái khác, cái này gọi là cái lưỡi dao này là bằng thép, mọi người dùng mòn có thể mài lại được, mài lại được nha mọi người. Đây, 5 cây cán gỗ có đóng khuyến nó đang hoa. Dùng mòn có thể mài lại được các kích cỡ, các kiểu dao này. Bộ này em gọi là giá số 3, giá của nó 45.000. Bộ này là giá số 4, nó cũng có 10 các lưỡi như vậy nhưng mà 10 con dao, được chưa? Giá của nó là 70.000. Bộ dao số 4 70.000, được chưa? 70 nha mọi người. Rồi điểm lại này. Rồi, tới đây là kết thúc video ngày hôm nay của em rồi nha mọi người. Rất là cảm ơn mọi người theo dõi video tới tận bây giờ. Đó. Nồi cầm điện. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.